Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Hôm mùng 3 tháng 3, ông Andrei Marokko, đại tá đã nghỉ hưu thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine cố gắng tiến hành một cuộc phản công theo hướng Krasny Liman, nhưng đã bị các lực lượng của Nga đẩy lùi và phải rút quân để tránh tổn thất. Ông Marokko cho biết, quân đội Ukraine nỗ lực tiến hành phản công theo hướng Krasny Liman nhắm vào các lực lượng của Nga để giành lại các vị trí thuận lợi gần các khu vực như Makayevka Nevskoye Chernopopovka. Ông cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine bị các lực lượng của Nga ngăn chặn và quân đội Ukraine phải lui về vị trí ban đầu để tránh tổn thất về vũ khí và lực lượng. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hôm 2 tháng 3, các lực lượng của Moscow đã hạ 160 binh lính Ukraine và phá hủy một pháo tự hành Kurnov Diva theo hướng Krasny-Liman. Cùng ngày, đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên, Cộng hòa Áo về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí. Ông Konstantin Kavirov nhận định quân đội Nga sẽ sớm khép chặt vòng vây quanh Bakhmut và kiểm soát thành phố này trong tương lai gần. Bakhmut là một thành trì và trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Đối Nhét tự xưng. Đây vẫn là điểm nóng nhất của mặt trận trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo Đối Nhét, ông Denis Pusilin thông báo ngày 16 tháng 2 rằng quân đội Nga đã kiểm soát tất cả các cao điểm quan trọng gần Bakhmut thưa quý vị theo thông tin mới nhất đài CNN dẫn nguồn từ cảnh sát ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine cho biết lực lượng nga đã cho nổ tung một cây cầu quan trọng nối thành phố Bakhmut với ngôi làng Kromove lân cận cảnh sát ở thành phố Konstantinovka của Ukraine vùng Donetsk nói rằng họ hy vọng sẽ có thể sửa chữa cây cầu trong những ngày tới đây vì đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng cho việc di chuyển của người dân và vận chuyển các nguồn cung cấp đạn dược cây cầu cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ thành phố chiến lược Bakhmut đến thành phố Chasiv theo cảnh sát Ukraine, quân đội nước này vẫn có thể tiếp cận thành phố Bakhmut thông qua các con đường mòn vào cánh đồng. Báo cáo trên của cảnh sát Ukraine đã được xác nhận bởi một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt ở Bakhmut. Binh sĩ này cũng nói với đài CNN rằng cây cầu đã bị tên lửa của Nga tấn công. Giới chức Ukraine đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở khu vực Donetsk, nhưng hiện vẫn còn khoảng 5.000 người ở Bakhmut. Các lực lượng Nga đang tăng cường tiến công ở Bakhmut. Tuy nhiên... Ukraine vẫn giữ vững vị thế trong trận giao tranh giành quyền kiểm soát ở thành phố này và không có kế hoạch rút lui. Trước đó ngày 2 tháng 3, quân đội Ukraine nói họ có quyền lựa chọn rút khỏi thành phố Bakhmut, nhưng quyết định này sẽ chỉ được đưa ra trong trường hợp thực sự cần thiết. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến miền Đông ở Ukraine, ông Serhiy Cheverati nói rằng, nếu Bộ Chỉ huy thấy việc duy trì chiến đấu ở một khu vực nhất định vẫn cần thiết hay một hành động chiến thuật cần được thực hiện thì họ vẫn sẽ chiến đấu và thực hiện. Bakhmut là một thành phố ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Hiện tại, đây là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Đối với Nga, giành được thành phố Bakhmut sẽ củng cố trong mục tiêu chiếm được khu vực đôn bát ở Moscow. Ngoài ra, kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga mở rộng tiến công đến các thành phố lân cận ở Donetsk. Trong khi đó, việc bảo vệ thành công Bakhmut có thể giúp Ukraine đạt được vị trí tốt trong cuộc phản công ở các mặt trận khác. Ukraine tuyên bố bắn rơi tiêm kích bom Su-34 Nga Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tiêm kích bom Su-34 Nga gần thành phố Inakievo thuộc tỉnh Donetsk, một phi công đã không qua khỏi. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 3 tháng 3 cho biết chiếc Su-34 đã bị trung đoàn tên lửa phòng không ở Nikopol bắn hạ, một phi công đã không qua khỏi và người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Máy bay rơi gần Enakievo, thành phố nằm trong khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin từ quân đội Ukraine, nhưng truyền thông nước này cho hay một máy bay quân sự rơi gần Enakievo, cách thành phố Donetsk khoảng 50 km về phía đông bắc. Video hiện trường cho thấy chiếc máy bay gần như bị phá hủy hoàn toàn sau khi rơi, song chưa rõ chủng loại. Roman Skamanekov, thị trường Ina do Nga bổ nhiệm, cho biết hai phi công bật dù thoát khỏi chiếc máy bay đang rơi. Giới chức địa phương đang tìm kiếm hai phi công, nhưng chưa rõ tình trạng của những người này máy bay rơi xuống một nông trại, do đó không ai dưới mặt đất bị thương, ông Khamenevskov khẳng định. Khó tiếp cận hiện trường máy bay rơi do tuyết tan làm khu vực xung quanh trở nên lầy lội. Tiêm kích bom Su-34 được phát triển từ giữa những năm 1980 và được biên chế vào không quân Nga vào năm 2014. 153 chiếc Su-34 đã xuất xưởng, trong đó có 7 máy bay thử nghiệm và 146 chiếc sản xuất loạt. Với thùng dầu phụ, Su-34 có thể mang theo 3 tấn bom và 4 tên lửa đối không và đạt tầm bay gần 3.000 km khi bay cao hoặc là 1.700 km khi bay sát mặt đất và mặt biển. Tầm bay xa cùng tải trọng vũ khí lớn cho phép Su-34 thực hiện nhiệm vụ chính là tấn công sở chỉ huy, thông tin liên lạc và hậu cần ở sâu trong lòng địch, cũng như là cắt đường tiếp tế cho lực lượng tiền phương. Su-34 là một trong những máy bay chủ lực của Nga trong xung đột với Ukraine. Vấn đề Ukraine bao trùm cuộc họp của lãnh đạo Mỹ, Đức. Cuộc gặp với Tổng thống Biden tại phòng bầu dục là chuyến đi thứ hai của Thủ tướng Scholz tới Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2021. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp riêng tại phòng bầu dục trong hơn một tiếng đồng hồ vào ngày 3 tháng 3. Nội dung thảo luận tập trung vào tầm quan trọng của việc tiếp tục đoàn kết với Ukraine cùng những nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Kiev. Trong cuộc họp, Tổng thống Biden đã cảm ơn Thủ tướng Đức vì sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định cùng sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Biden còn ca ngợi quyết định của ông Scholz về việc tăng mạnh chi tiêu quân sự của Đức và đa dạng hóa các nguồn năng lượng khỏi phụ thuộc vào Nga. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiến hành phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khác để hỗ trợ Kiev giữa lúc Ukraine đang chuẩn bị đối phó trước một cuộc tiến công mới của Nga trong những tuần tới. Trước khi diễn ra cuộc họp, giới chức Mỹ cho biết những chủ đề được thảo luận gồm tình hình Ukraine và cách phản ứng nếu Trung Quốc viện trợ quân sự cho Nga. Trong tuần này, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ và nhiều nguồn tin khác cho hay, Washington đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc áp đặt trừng phạt với Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Zinspier nói về các phóng viên trước cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức rằng chúng tôi chưa từng thấy Trung Quốc làm bất cứ điều gì liên quan đến vũ khí sát thương. Mỗi động thái thân thiết của Trung Quốc với Nga sẽ khiến cho Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong quan hệ với châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới. Hôm 2 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Bắc Kinh và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực để Nga phải rút quân khỏi Ukraine. Nga đã kiểm soát hoàn toàn chào lửa Ban Mút. Lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Nga kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh rút lui khỏi điểm nóng bắt mút để cứu binh lính. Ngày mùng 3 tháng 3, lãnh đạo nhóm quân sự Wagner ông Zevgeny Prigozhin cho biết trên thực tế lực lượng này đã bao vây hoàn toàn thành phố trọng điểm bắt mút ở Donbass. Trong một đoạn video dường như được quay ở ngoại ô thành phố, lãnh đạo nhóm Wagner đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành phố chủ chốt ở vùng Donbass đã bị bao vây và hiện chỉ còn một con đường duy nhất để ra khỏi thành phố gọng kim đang đóng lại, ông Prigozhin thông báo. Người đứng đầu Wagner cũng kêu gọi Tổng thống Zelensky cho phép lực lượng Ukraine rời khỏi thành phố Bakhmut để cứu binh lính. Một chiến thắng của Nga ở Bakhmut sẽ là bước tiến lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng xung đột. Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Moscow xác định Bakhmut sẽ là bước đệm để nước này tiến tới kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugan, một trong những mục tiêu quan trọng nhất Nga xác định trong chiến dịch quân sự. Giới chức Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ pháo đài này lâu nhất có thể để làm tiêu hao nguồn lực, cầm chân lực lượng Nga trước khi Kiev nhận viện trợ của phương Tây và tiến hành phản công. Mặt khác, Kiev cũng nhấn mạnh không đánh đổi sinh mạng của binh sĩ và người dân để giữ bắt mút bằng mọi giá. Theo giới truyền thông đưa tin, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 3 cho biết quân đội nước này thiếu khí tài và đạn dược để chiến đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp, Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang bị thiếu hụt pháo binh, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng, đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc vận chuyển khí tài tới Ukraine. Ông Zelensky nói, pháo binh là thứ chúng tôi cần số 1, ngoài ra cần số lượng lớn đạn dược và hệ thống pháo. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần pháo binh không phải để tấn công lãnh thổ Nga, mà để giành lại các khu vực thuộc về nước này. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận tình trạng thiếu xe tăng đồng thời cho biết lực lượng của họ đã được huấn luyện để sử dụng xe tăng. Ông Zelensky cho rằng cần phải nói công khai về tình trạng thiếu khí tài để các quốc gia giúp đỡ có thể hỗ trợ nhiều loại khí tài khác nhau và đẩy nhanh các chuyến hàng khí tài tới Kiev. Thiếu hụt đạn dược có thể là vấn đề khó khăn lớn nhất đối với các lực lượng Ukraine khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công sau mùa đông. Ukraine đang hối thúc đồng minh chuyển một số khí tài như hệ thống tên lửa phòng không Patriot, xe tăng chủ lực và tiêm kích do phương Tây sản xuất. Các đồng minh của Ukraine đã đồng ý chuyển tên lửa Patriot và xe tăng, song tiếp tục từ chối đề nghị giao tiêm kích như mẫu F-16. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài xung đột. Cảnh báo phương Tây không cung cấp khí tài cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3 tháng 3 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ, trong đó có xe công binh, đạn cho pháo HIMARS và nhiều loại đạn dược phụ tùng. Gói viện trợ mới nhất này nâng tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine lên hơn 32 tỷ đô la Mỹ.